Saigo Takamori, một samurai chân chính cuối cùng của Nhật Bản. Người đã để lại 41 điều di huấn, mà tôi nghĩ rằng 41 điều di huấn này nó ảnh hưởng và nó có giá trị xuyên thấu mọi thời đại. Nó sẽ là kim chỉ nam và cũng là điều mà các doanh nhân, các nhà lãnh đạo, À, các nhà tri thức nên học hỏi, lĩnh hội và ứng dụng trong thực tế trong doanh nghiệp trong tổ chức của mình. Và hôm nay tôi xin phép à, gửi tới quý độc giả dạ 41 điều di vấn của Saigo Takamori, một samurai chân chính cuối cùng của Nhật Bản. Điều di vấn thứ nhất. Uh, Saigo Takamori nói rằng điều hành chính phủ quốc gia tức thay trời hành đạo phải thuần theo tự nhiên đất trời nên không được xen lẫn tứ lời dù chỉ một chút cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa phải giữ trái tim công bằng đi con đường đúng đắn tuyệt lửa người hiền minh khắp mọi nơi trao chính quyền cho những người chấp hành nhiệm vụ một cách trung thực thì mới đạt được thiên ý, tức đạt được trái tim của thần thánh. Vì vậy, nếu tìm được người hiền minh phù hợp thì ngay lập tức nhường lại chức vụ của mình cho người ấy. Ngược lại, dựa vào công trạng đối với đất nước để khen thưởng bằng cách đặt người không thích hợp vào chức quan là việc tồi tệ nhất. Nên nhớ, chức quan là thứ để tuyển người chứ không phải là phần thưởng để cung cấp cho người có thành tích. Khi trò hỏi xác nhận, theo thường thư, tức là kinh thư, bộ sách kinh điển của Trung Hoa, trong tư lệnh thư của Trọng Huế, tưởng hiền của vua nhà thương thời ấn có viết, trao quan vì cho người đức cao, thượng hầu Únh, cho kẻ có công tức là sắp xếp thích hợp giữa đức và chức tước Đổi ứng khéo léo giữa công trạng và khen thưởng phải không ạ à? thì nam châu ông lại làm tâm đắc đáp rằng đúng vậy điều di huấn thứ hai nếu không tập trung người tài thành một khối thống nhất chính quyền không có phương châm rõ ràng quốc gia không có thể chế nhất định thì cho dù có thu nhận kế sách của bao nhiêu người vẫn không thể xác định nên áp dụng cái nào bỏ cái nào công việc sẽ không thu gọn mà bị phân tán không thể nào dẫn đến thành công mệnh lệnh của chính phủ đưa ra hôm qua hôm nay lại thay đổi thì không thể thống nhất mọi người được đó là do không có phương châm chỉ trị điều di huận thứ ba của Saigo Takamori. Căn bản của chính trị là phải thực hiện triệt để ba việc. thúc đẩy giáo dục để nâng cao học vấn, tăng cường khả năng tự về quốc gia bằng việc chuẩn bị quân bì, đồng viên nông nghiệp để ổn định đời sống. Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực khác, nhưng hết thảy đều là các phương pháp để hỗ trợ ba vấn đề trên. Tùy từng thời đại hay tùy theo biến chuyển của thời đại. Trật từ ưu tiên của ba vấn đề này thay đổi nhưng nhất định không được để vấn đề này ra sau để thực hiện các chính sách khác trước. Điều di huận thứ tư, người đứng đầu vàn dân luôn phải thần trọng, hành xử đúng đắn, đánh lãng phí, thực hành tiết kiệm, dốc hết sức làm việc để làm gương cho dân nếu không khiến dân cảm động, thương cảm về sự cân mẫn của mình thì khó thực thi được mệnh lệnh chính phủ. Hiện nay, vừa mới bắt đầu duy tân mà chỉ nghĩ đến nhà cao cửa rộng, ảo lùa quân la, hầu thiếp đẹp xinh, chăm chăm tích trữ làm giàu cho bản thân thì không thể đạt được thành tiểu duy tân đúng nghĩa. Mỗi lần, mỗi lần nhắc đến cuộc Chiến tranh chính nghĩa bô xin Mà kết quả chỉ làm khuếch Trương tư lợi tham vọng cá nhân Saigo chảy nước mắt Nói rằng Mình không thể đối mặt với quốc dân Và những người đã từ chiến Điều di huận thứ năm Có lần Saigo Takamori Đọc bài thơ Thất tuyệt và tuyên bố Về học trò Saigo À tuyên bố về học trò rằng nếu sai vô trải lời tức là nói không đi đôi với làm thì hãy từ mặt ông bài thơ như sau cơ lịch tân toan chí thủy kiên trường phu ngọc toại quỷ chuyên toàn nhất gia di sự nhân tri phủ bất vi nhi tôn mãi mỹ điền dịch ý ý chí con người là kết tinh sau bao nhiêu lần trải qua khổ đau cay đắng đường một đấng nam nhi phải biết lấy việc rèn giũa bản thân sao sao cho như ngọc làm trọng và phải biết xấu hổ khi không có ý chí chỉ biết sống như một mệnh sành về điều này ta truyền đạt lời răn trong gia đình đó là không mua ruộng tốt cho con cháu không để lại tài sản. Điều di vấn thứ sáu của Saigo Nếu nghiêm khắc mà quả quân quả phân biệt quân tử, người có đầy đủ đức hành và tiểu nhân, người có nhân cách thấp kém, trong tuyển dùng thì ngược lại sẽ gặp hòa. Bởi tư thủa khai thiên lập địa, ở đời, 10 người thì hết 7 tám, người là tiểu nhân. Nên chỉ cần nghĩ đến tâm tư của họ, tận dụng sở trường, giao việc để họ à, phát huy tài năng, kỹ nghề của họ. Fujita Toko, tiên sinh, đã nói thế này. Tiểu nhân có tài và kỹ nghề nên phải giao việc cho họ làm. Nhưng không phải vì vậy mà giao chức vụ bên trên trọng trách của họ. Có thể họ sẽ phá hoại quốc gia nhất định không để họ lên trên. Điều di huấn thứ bảy, dù là việc lớn hay chuyện nhỏ đến đâu, phải luôn đi con đường đúng đắn, dốc hết chân tâm, quyết không nghĩ đến những toán tính, giả dối. Phần đông con người ta thường nghĩ thường dùng kế sách nào đó được rồi thì nghĩ về sau, chỉ cần tùy tình hình mà bỏ chút công nữa là xong Nhưng những lo lắng Từ lúc lên kế sách Chắc chắn sẽ xuất hiện Đó là lúc con người ta thất bại Đi con đường đụng đặn Trước mặt có thể giống như con đường vòng Nhưng chỉ cần tiến lên Thì ngược lại Sẽ mau chóng thành công Điều di huấn thứ 8 Của Saigo Nếu muốn tiếp nhận rộng rãi Chế độ các nước Hướng đến văn minh khai hóa thì trước tiên phải khơi dậy bản sắc quốc gia, dốc lòng làm cho đất nước hưng thịnh, truyền bá phong tục giáo hóa, sau đó dân dần tiếp nhận thị trường, ưu điểm của ngoài quốc. Nếu không chỉ đơn thuần là chạy đuổi theo sau ngoài quốc, nếu quốc thể suy yếu, thì phong tục giáo hóa sẽ khó lòng cứu chữa, và rồi đất nước sẽ gặp nguy hiểm khi có ngoài quốc chế ngự. Điều di huấn thứ 9 trung hiếu, nhân nghĩa, giáo hóa là ba đạo đức căn bản trong chính sự và giá trị muôn đời không thể đánh đổi được dù ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Đó là đạo, mà đạo là lẽ tự nhiên của đất trời, ngay cả phương Tây cũng không không khác. Điều di hút thứ 10 của Saigo Khai phá trí tuệ con người là khai phá lòng ái quốc lòng trung hiếu nếu đường đi làm người minh bạch tận lực vì quốc gia cần mẫn vì gia đình thì hết thảy sự nghiệp sẽ tiến bộ theo suy nghĩ đó con chỉ biết trầm trồ trước thành tiểu điên tín đường sắt Mạnh chảy bằng hơi nước mà không quan tâm đến sinh hoạt thường ngày không màng lý lẽ lời hài tổn thất ra sao chỉ nhắm mắt chạy theo bắt chước phong cách ngoài quốc thì từ nhà ra cửa cho đến cả đồ chơi đua đòi xe hoa ở à xa hoa không phù hợp thân phận tiêu xài phung phí thì sức mạnh quốc gia sẽ yếu đi lòng người sẽ nông cạn rốt cuộc nhật bản chỉ có con đường sụp đổ mà thôi Điều di thứ 11 của Saigo Văn minh là từ dùng để chỉ đạo lý được thực hiện rộng rãi chứ không phải chỉ cung điển nguy nga, tráng lề, áo, sống tơ lụa đắt tiền hay vẻ bề ngoài hào nhoáng Thứ, thử hỏi mấy ai biết văn minh là gì hay man rợ, chưa khai họa là gì. Ta đã từng tranh luận với một người, ta nói phương Tây man rợ nhưng người ấy nói phương Tây văn minh. Tại sao ta nhất định cho rằng phương Tây man rỡ ư? Nếu thật sự phương Tây văn minh, thì họ đã đem lòng từ bi, yêu thương mà thuyết phục và dẫn dắt các nước đi con đường văn minh khai hóa. Vậy mà, họ chỉ biết tính toàn lợi ích của chính mình và đội sự tàn nhẫn với các nước chưa được khai hóa. Trí thức nghèo nàn, đạo lý còn u mê. Vậy rõ ràng là man rờ, chứ còn gì nữa. Nói đến đó, thì người kia chỉ còn biết im lặng, không đáp trả được gì. Điều di huận thứ 12 của Sai Luật pháp phương Tây thật sự sâu sắc khi lấy tinh thần căn bản khuyên dân, lưu tâm hưởng con người đến lương thiện, tránh dùng nhục dục, nhục hình, tàn nhẫn. Với, vì vậy, dù là phạm nhân trong nhà giam vẫn được đối xử tử tế, được phát sách vở khuyên răn. Tuy trường hợp còn được phép gặp mặt người thân bằng hữu. Khi xưa, thầy nhân ra, ra hình phạt cũng là vì xuất phát từ lòng từ bi, buồn thương, lo lắng cho những phần người không nơi nương tựa trong tâm hồn trung hiếu, nhân ái mà rơi vào vòng tồi lỗi nhưng không thể sách vở nào ghi lại thực tế đã đạt được như phương Tây. Phương Tây chưa? Ta thật sự cảm nhận văn minh phương Tây ở điểm này. Điều di huận thứ 13 của Saigo Bỏ thuế để làm giàu đời sống dân chủng chính là nuôi dưỡng sức mạnh quốc gia. Vì vậy, cho dù quốc gia có nhiều sự việc đáng lo, tài chính thiếu thốn đi chăng nữa, vẫn phải gìn giữ chế độ thuế đã được định giá giai cấp thường tầng phải chấp nhận tổn thất để hỗ trợ những người ở giai cấp hạ tầng cứ nhìn lịch sử từ cổ chí kim mà xem thời đạo lý không được xem trọng tài chính thiếu hụt không có có quan tốt nào lại đi dùng những kẻ khôn lõi để dùng thủ đoàn u thuế vượt qua thiểu thốn nhất thời cả. Bởi những kẻ khôn vặt đó không từ thủ đoạn, ngược đại dân chúng bằng cách đưa ra luật lệ không phù hợp. Gian dối khiến con người ta không phân biệt được hiện ác. Người tầng lớp này, kẻ giai cấp nhỏ cẩn sẽ nhau, quan lại và dân chúng trở nên đối lập. Cuối cùng là đất nước phân ly, sụp đổ điều di uyển thứ 14 của Saigo công việc thu chi kế toán của quốc gia là căn bản của mọi chế độ có thể nói đây là việc quan trọng nhất trong sự nghiệp quản lý và xây dựng đất nước vì vậy phải vô cùng thận trọng nếu phải chỉ rõ phương pháp tổng quát thì không khác gì ngoài việc phải tính toán được thu nhập để điều tiết chi xuất dư liệu thu nhập một năm và đưa ra hàn đỉnh cho mọi công việc. Người quản lý kế toán phải hết mình giữ quy định, không cho phép chi tiêu vượt quá dự toán đã được định ra. Nếu không làm vậy mà chỉ biết phó mặc cho thời thế để chỉ vượt quá dễ hạn, ưu tiên chi tiêu rồi mình nghĩ cách tính toán thu nhập thì rốt cuộc chỉ còn mỗi cách tăng thuế lên quốc dân. Nếu như vậy thì cho dù có chút tiến triển nhưng thực chất sức mạnh quốc gia sẽ bị siêu vẹo khó lòng chống đỡ điều di thứ 15 của Saigo quân số thường trực tức sức mạnh quốc phòng vẫn phải nằm trong phạm vi tài chính không được mở rộng quân bị vô trương thanh thế chỉ cần nâng cao tinh thần binh sĩ xây dựng quân đội tinh nhuệ thì dù ít quân và phải đối đầu với ngoài xâm vẫn có thể ngăn chặn được. Điều di huấn thứ 16 Nếu đánh mất tâm hồn tiết nghĩa, liêm sĩ sẽ không thể duy trì quốc gia. Các nước Tây Dương cũng vậy. Nếu người đứng trên chỉ biết đòi hỏi kẻ dưới chiến đấu vì lợi ích riêng của mình. Quên mất con đường đụng đặn thì kẻ dưới cũng bắt trước chạy theo tiền của, đâm ra hẹp hòi, lâu dần không còn trong sạch, lòng từ trọng nữa. Cha mẹ, con cái, anh em trong tranh giành tài sản, nhìn nhau căm thù. Nếu xảy ra tình trạng này, rồi thì làm sao duy trì được quốc gia được? Tokugawa đã thống nhất đất nước bằng trái tim dũng mãnh, nhưng bây giờ so với thời chiến quốc cần phải có tại tim mạnh mẽ hơn thế bồi lần mới có thể đối đầu với các nước trên thế giới trong cuộc chiến tranh Đức Pháp nước Pháp với 300.000 binh lính và lương thực đủ dùng cho 3 tháng vậy mà vẫn phải đầu hàng là do tính toán tiền của vật chất sai lầm Điều di ấn thứ 17 Nếu không có được tinh thần quyết liệt theo đuổi con đường đúng đắn dù có vấp ngã hay đất nước phải lầm than thì không thể giao tế bình đẳng với nước ngoài nếu khiếp nếu khiếp sợ thế lực ngoài quốc chỉ mong cầu việc viên mãn mà bẻ gãy ý định của mình theo lời ngoài quốc thì sẽ bị họ lẫn lướt quan hệ thân mật bị phá bỏ cuối cùng dẫn đến kết quả bị ngoài quốc áp chế điều di huấn thứ 18 của Saigon khi đề cập đến việc nước, đảng lưu ý nhất là nhiệm vụ của chính phủ. Cho dù bị nước ngoài xem thường hay toàn thể quốc gia có sắp sụp đổ đi nữa, chính phủ vẫn phải tân lực, hướng đến con đường đúng đắn, đảo nghĩa mà đi. Lúc nói chuyện tài chính, tiền bạc, của cải, thì ra vẻ anh hùng hào kiệt. Nhưng đến khi đùng đến vấn đề gây go, đổ máu, thì có rụng người lại chỉ mong nhập mắt cho qua chuyện. Nếu vì sợ một chữ chiến mà quên mất nhiệm vụ căn bản của một chính phủ, thì chỉ như một sự một sở quản lý thương mại, chứ có còn là chính phủ một nước nữa đâu. Điều di huấn thứ 19 của Saigo Từ xưa đến nay, không có thời đại nào yên bình cả. Khi khi cả chủ quân và hạ thần đều cho mình là hoàn hảo. Rồi điều hành chính trị. Chính khi không tự cho mình hoàn hảo, thì ta mới biết lắng nghe lời người khác nói. Khi ta cho rằng hoàn mình hoàn hảo, ta sẽ dễ dàng nổi dần khi có ai đó chỉ ra khuyết điểm của mình. Và hiền nhân, quân tử sẽ chẳng ai ra tay giúp đỡ những người như vậy. điều di huấn thứ hai mươi của saigo cho dù có lý luận phương pháp hoàn hảo đến đâu mà chính người đó không phải là người tốt thì khó mà thực hiện trước tiên phải có người tốt rồi mới có phương pháp con người là tài sản quý giá nhất và quan trọng nhất chính chúng ta phải cố gắng trở thành con người như vậy điều di huấn thứ hai mươi một của saigo đạo là đạo lý căn bản từ thân trong trời đất nên để đạt được sự tần cung của học vấn phải luôn tâm niệm lấy câu kinh thiên ái nhân làm mục tiêu tu thân mục tiêu của việc kiềm chế bản thân nằm trong câu vô ý vô tất vô cố vô ngã không áp đặt ý của mình để đánh giá không nhất thiết miễn cưỡng không cổ chấp không nghĩ đến cái tôi. Mọi người ở đời đều thành công nếu kiềm chế được bản thân, nhưng sẽ thất bại nếu quả yêu bản thân mình. Hãy nhìn lại các nhân vật trong lịch sử, hầu hết họ thường đi đến 7, 8 phần thành công trên con đường gây dựng sự nghiệp, nhưng ít ai đi tròn 2, 3 phần đường còn lại. Bởi ban đầu, họ biết kiềm chế bản thân, thần trọng trong công việc nên họ thành công tạo ra được danh tiếng nhưng cũng với thành công và sự nổi tiếng trái tim yêu cả tôi là trỗi dậy ý thức cảnh giác thần trọng trở nên yếu đi tư tưởng cao ngạo mạnh lên lòng ngôn cho rằng mình có thể làm bất cứ việc gì để rồi gánh chịu thất bại đó là kết quả do chính bản thân tạo ra vì vậy phải thường xuyên kiện tặng bản thân mình ngay cả những lúc không có ai theo dõi nhắc nhở hỏi han quan trọng là phải luôn cảnh giác với bản thân điều di huấn thứ hai mươi hai của saigo vì cố gắng chiến thắng bản thân mình trong một thời điểm trong một tình huống nên khó lòng thành công phải luôn phấn đấu tu thân khắc kỷ từ tinh thần điều di huấn thứ hai mươi ba người lấy học vấn tri thức lập trí lập trí luôn phải mở rộng tri thức đó với quy mô lớn hơn nhưng nếu chỉ tập trung cho trí thức có có khi lại quên tu thân nên phải luôn nhớ tu dưỡng tinh thần hay mở rộng tâm hiểu biết và nâng cao nhân cách trang nam tử cần đồ lượng để tu thân người khác vào cả trái tim mình và hãy nhớ rằng để người khác thu nhận mình là không nên. Ông nói vậy và viết một câu cổ ngữ dạy các học trò. Khôi hoành, kỳ trị, khí giả, nhân chi hoàn, mạc đài hộ, mạc đài hô, từ tứ tư lần, án ư ti phục, nhi bất dị cố nhân tử kỳ. Dịch nghĩa điều đáng lo nhất đối với người có chỉ khí muộn đạt thành mọi sự là không chịu học tập người xưa tu thân kiềm chế cái tôi sống cuộc đời thanh bạch không ham muốn điều di huấn thứ 24 của sai Đào là lẽ tự nhiên của trời đất con người phải đi theo đúng con đường đó trước tiên phải lấy mục đích trước tiên phải lấy mục đích kính thiên. Trời ban tình yêu cho mọi người rất công bằng, nên hãy luôn nhớ lấy trái tim yêu mình để yêu người giống như vậy. Điều di từ mươi 25 Hãy thường xuyên lấy thiên, đừng lấy nhân, làm đối tượng. Lấy thiên, làm đối tượng để dốc hết lòng thành. Không tách cứ người đời mà luôn tự vận lòng thành của bản thân. Điều di huấn thứ 26 của Saigo Takamori Yêu mình hay nói cách khác, chỉ cần biết có mình, còn người khác thế nào cũng được, là việc tôi tệ nhất. Không, hay không học hành tới nơi được, không thành công trong sự nghiệp, không tránh được thất bại. Cao ngạo tự mãn với thành tích của bản thân. Hết thảy đều phát sinh từ một tâm hồn vị kỷ, chỉ yêu bản thân. Vì vậy, nhất định không được làm những cái việc chỉ có lợi cho bản thân. Điều di huấn thứ 27 Với những cái việc xảy ra trong quá khứ, nhìn ra được thất bại, sai lầm của mình là tốt. Và chỉ cần quên đi thất bại, tiếp tục tiện lên bước tiếp theo cứ mãi ân hận tiếc nuối chuyện đã qua và cứ lo lắng phân vân cũng giống như làm vỡ tách trà rồi gom những mảnh vỡ rồi lại rồi nhìn chẳng nên tích sự gì điều di huấn từ 28 thực hành chính đạo thì không còn phân biệt cao quý hay thấp hèn ai cũng phải thực hành ví dụ nghiêu thuấn làm vua trăm họ nghề nghiệp thời xưa chính là dạy học hay như khổng tử đã từng gặp nhiều khó khăn ngay tại nước lỗ của mình cũng như các nơi khác và ra đi với thân phận thấp kém nhưng ba ngàn đệ tử của ông là tiếp tục theo lời dạy mà thực hành chính đạo Điều di Huận thứ 29 của Saigo, hễ đã đi trên chính đạo thì chắc chắn gặp khó khăn, khổ nạn. Cho nên dù gặp cảnh khó khăn thế nào, không cần phải lo lắng thành công hay thất bại, sống hay chết nữa. đó mọi việc đều có kẻ hay người dở. Tùy việc mà có những người làm tốt, có những người làm không, có những người không làm được gì, cũng có người giao đồng cảm thấy bất an trước khi thực hành chính đạo. Nhưng là người phải đi trên chính đạo, nên việc thực hành hay đi trên đó không có người hay kẻ dở, cũng chẳng có ai là không thể. Chỉ cần chăm chú đi, nếu có gặp khó khăn thì cần phải vượt qua, bất chấp kết quả ra sao vẫn tiếp tục đi trên con đường đó. Đến khi nghĩ lại thời trai trẻ, bản thân đã gặp khó khăn vượt qua nó. Bây giờ không bị dao động trước bất kỳ khó khăn nào nữa. Chỉ cần đạt được vậy là đã hạnh phúc. Điều di huận thứ 30 Đối xử với những người không mặc mà, không màng tính mạng, không cần danh vọng, không cần cả quan vị, tiền tài là rất khó. Nếu không có những con người lớn như thế sẽ không đạt được thành công trong việc xây dựng đất nước tuy nhiên không thể phát hiện những người như thế này bằng mắt thường trong mảnh tự có đề cập ở nơi thiên hà ở đựng đụng vị trí trong thiên hà làm việc lớn trong thiên hà lập trí rồi cùng dân chủ hành đạo nếu không có chí thì cần một mình mà đi người như vậy thì không làm vấy bẩn thân phận nếu giàu có quyền uy cũng không hà mình luôn cúi nếu xuất thân thấp hèn nghèo khổ ta cũng không thể dùng uy quyền thế lực để khuất phục những người như vậy hỏi ông người như vậy mới đúng là đang nam tử phải không thì ông cười và đáp đúng vậy bởi người không sống chân chính không thể có tinh thần đó được điều di huấn thực ba mốt của saigo những người sống đúng theo đạo nghĩa sẽ không bất mãn khi bị thiên hạ phê phán cũng không thỏa mãn với bản thân mình khi được khen ngợi bởi họ tin tưởng sâu sắc bản thân mình phương pháp để trở thành người như vậy là đọc và thấm nhuần bài văn ca tùng bã di của hàn văn công tức là hàn dũ nhà văn đời đường điều di thứ ba hai của sai những người có trí chí, theo chính đạo không cần phải tôn sùng sự nghiệp vĩ đại. Tư Mã Quan, học giả thời Bắc Tống của Trung Quốc đã nói không có việc gì là không thể nói với tha nhân, tức là người khác. Chân lý của việc thần trọng giữ kẽ với người sẽ được đánh giá qua việc này. Nếu làm việc gì khiến người khác thán phục, và bản thân thấy thỏa mãn với điều đó. Tức tu thân chưa thông suốt, cần phải xem lại mình. Điều di huấn thứ ba ba Người bình nhật, tức là ngày thường, ấy, không thực hành đào nghĩa. Khi gặp sự sẽ lũng túng, không biết phải giải quyết thế nào cho đúng. Ví dụ, có họa hoàn gần nhà, người luôn có tâm có tâm thế đầy đủ sẽ không bị hoảng loạn mau chóng ra tay đối ứng còn với người ngày thường không thực hành chuẩn bị thì không có cách xử lý đúng đắn thời gian trước ta luôn nhắc nhở binh lính kiểm tra việc phòng bị đã đầy đủ chưa không bằng con mắt của một người cùng phê mà phải đặt mình vào tâm thể của kẻ địch để xem xét đó mới là cách phòng mì tốt nhất. Điều di huấn thứ 34. Thường nhật không nên tính toán, không nên dùng sách lược. Nhìn chung, việc làm có tính toán, kết quả rõ ràng là không tốt. Thường đem lại cảm giác hối hận. Chỉ có trong chiến tranh là cần phải có chiến lược. Nhưng, ngày thường mà luôn tính toán, thì đến khi có biến, lại không nghĩ ra được kế sách hay. Chính nhờ không có kế sách gì mà giác cát khổng minh mới có thể có được những tính toán siêu phàm lúc có biến. Saigo nói với người em trai Chugumichi trên đường rút lui từ Tokyo. Ta chưa từng tính toán điều gì dù chỉ một chút, nên sau khi rút lui khỏi đây, chẳng để lại vết nhớ. Hãy nhìn cho kỹ điều di huận từ 35 của Saigo làm việc gì mà lừa người âm mưu mờ ám thì cho dù có dừng nên sự nghiệp vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của thế gian và không có gì xấu xa bằng lừa lọc hãy đối xử với người đời thật công bằng và chân tình nếu không công bằng không thể nắm bắt được đại tim của người anh hùng điều di huận từ ban của Saigo Người có tâm hồn thấp kém, trong gương thánh hiền mà không giảm phần đấu, không có chỉ trở thành người như vậy thì bạc nhược chẳng khác kẻ chưa ra trần đã chạy trốn. Chú tử tức là chú y đã nói những kẻ vừa nhìn đối phương rút kiếm đã bỏ chạy, thật chẳng ra làm sao. Nếu không từ mình trải nghiệm tu thân cả tinh thần lẫn thể xác bằng cả long thanh như đã đọc sách đọc sách vở thánh hiền đúc kết và một đời thực hành mà chỉ dừng lại ở mức độ biết còn nói như vậy có sự nghiệp thể kia thì cũng chẳng có ích gì tinh thần được đúc kết của thánh hiền không được truyền tải mà chỉ ở đầu mối chót lưỡi không được quan tâm thực thụ nếu chỉ đọc sách thánh hiền Hiện, hiện, hiền sĩ như đọc về... Thì cũng như đứng bên cạnh... Nhìn kiểm thuật người khác... Mà bản thân không thể... Không thể thuyết phục... Bản thân không thể thuyết phục... Thì dù có được người khác thách đấu... ngăn trần thì cũng bỏ... Cũng chỉ bỏ chạy mà thôi... Điều di huấn thứ ba bảy... Ở đời thứ có thể khiến con người ta tin tưởng bị khuất phục mãi mãi chỉ là lòng thành của con người xưa nay không thể đếm xuể những người con trả thù cho cha nhưng chỉ có chuyện anh em soga là được là được lưu truyền đến tận ngày nay gia trẻ lớn bé ai cũng biết là do lòng thành sâu sắc vượt trội hơn bao người nếu không có lòng thành mà được người đời khen người thì chỉ là may mắn nhất thời. Nếu lòng thành sâu sắc thì dù đương thời không ai biết nhưng vẫn sẽ là bản tâm hồn cho hậu thế. Điều di huấn thứ 38 của Saigo Cơ hội mà con người ta thường nhắc đến là hạnh phúc, may mắn, tình cờ có được. Nhưng cơ hội thực sự là những trường hợp xảy ra nhờ những hành động đạo lý, đánh giá thời thế đúng đắn. Những thành công có được từ việc lợi dụng tinh thế mà không quan tâm đến quốc gia và dân chúng đều không kéo dài được lâu. Điều di huấn thứ ba chín Con người ngày nay cho rằng chỉ cần có tài năng và trí thức thì việc gì cũng có thể làm theo ý mình. Nhưng thật ra chỉ trông chờ vào tài năng thôi thì thật nguy hiểm, đến mức không thể khoanh tay đứng nhìn mọi việc chỉ đạt thành khi nội dung bên trong rõ ràng. Nay chẳng còn ai được như tiên sinh Nagauka ở Higo, Yogo nói rồi, ông thở dài và viết những câu cổ ngữ như sau: phu thiên hạ phi thành bất động phi tài bất trị thành chi chỉ giả cơ độc cơ đồng giả tốc tài hi chu giả kỳ trì giả quảng tài dự thành hợp nhiên hậu sự khả thành dịch nghĩa mọi sự ở đời không có lòng thành không chuyển động không có tài đức Tài năng và kiến thức thì cũng không thể trì vì. Nếu lòng thành sâu sắc thì việc cũng nhanh chóng. Nếu tài đức được đáo đổi xung quanh, việc xung quanh cũng lan tỏa rộng rãi. Nếu tài đức và tâm lòng hợp thành, thì mọi việc sẽ đạt thành. Điều Di Huận Thứ 40 Sau một ngày dẫn chó băng đèo lồi suối đi săn, đến chiều tối về nhà tắm tắp, tắm táp cơ thể khỏe mạnh sạch sẽ tinh thần sảng khoái thì Saigo Takamori đã nói rằng tâm hồn người quân tử phải luôn luôn thế này điều di huận cuối cùng điều di huận thứ 41 của Saigo Takamori cho dù đã tu thân lập trí như người quân tử nhưng khi hữu sự mà không ứng phó được thì cũng như những cũng cũng chỉ như một hình nhân bằng gỗ giả dụ bất ngờ có có vài mươi khách đến chơi gia chủ rất muốn tiếp đãi trọng thể nhưng không chuẩn bị đồ dùng thì cũng chỉ biết loay hoay bối rối mà thôi nếu luôn chuẩn bị sẵn sàng thì dù khách đến bất ngờ bao nhiêu người bao nhiêu người đi nữa vẫn có thể tiếp đại vì vậy cổ nhân đã viết chúng ta tầm quan trọng viết chúng ta tầm quan trọng của sự chuẩn bị thường trực văn phi duyên tạm đã tất hữu sự trì chi tài vũ phi kiểm thuận giá tất hữu liều dịch chi chi tài chi chi sự tài nhất yên nhị tỷ tống tần long xuyên trước cổ luận tư văn dịch nghĩa học vận không chỉ là nghiệp văn bút mà đó là tài năng xử lý sự việc võ đạo không chỉ là tay cầm kiếm khiến thành thạo mà là trí tuệ thông hiểu đối phương tài năng vật trị tuệ phải song hành nên đây là 41 điều di huấn của một samurai chân chính cuối cùng, Saigo Takamori. Và khi mà chúng ta đọc, chúng ta nghe và chúng ta ngâm cứu 41 điều di huấn này, nó sẽ cho ta những cái bài học lớn trong cuộc sống, công việc và học tập. Nếu chúng ta thực hành, chúng ta thực hành và liên tục thực hành, nhất quán thực hành những cái điều di huận này, thì không không chỉ là một quốc thể phát triển mà còn là một tổ chức, một uh, đội nhóm hay đơn giản là một gì nữa, một xã hội tân hiến và phát triển. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi 41 điều di huấn của Saigo Takamori. Và nếu các bạn thấy hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến cho tất cả mọi người để gì chúng ta cùng lắng nghe, cùng chiêm nghiệm về những cái di huấn mang tầm thời đại của Saigo. Cảm ơn tất cả các bạn.